Rồi, ok. Hello tất cả anh chị đang xem cái video về phân tích cổ phiếu theo yêu cầu của Ngọc An anh chị ha. Thì hôm nay Ngọc An sẽ phân tích cho anh chị cái mã cổ phiếu HDC, và lưu ý là mọi nhận định chỉ mang tính chất tham khảo, và đây là cái nhận định trong ngắn hạn anh chị ha, dựa trên phân tích kỹ thuật. Và để mà có góc nhìn nào các khách quan và cũng như là nhanh nhanh hơn thì anh chị có thể liên hệ với Ngọc An theo thông tin trên màn hình, là số điện thoại của Ngọc An là 0985 74 74 75. Đấy. Rồi chúng ta đi qua phân tích kỹ thuật một xíu. Trên đồ thị của trên màn hình của anh chị đó là cái đồ thị của con HDC trong cái khung H1 cũng như là khung daily. Thì nhìn cái khung daily chúng ta thấy rõ nét là cái HDC này nó có cái vùng tích lũy khá là tích cực, cũng giống như nhiều cái cổ phiếu bất động sản khác. Thì nó có vùng tích lũy tầm giá 30 đến 32, có thời điểm là HDC nó nhúng xuống tầm giá 28, nhưng mà chúng ta nhìn rõ nét là cái đáy của HDC là khá là cứng ở cái vùng từ 28 đến 32, tạo liên tục những cái mô hình mà cho dù thị trường chúng ta nó có phá đáy nhưng mà HDC nó vẫn không phá đáy. Ngược lại thì nó có thì phục hồi khá là tích cực trong các phiên vừa qua, và nó vượt qua cái ngưỡng hỗ trợ sau khi mà chúng ta thấy được rằng cái đỉnh số 32 này là cái kháng cự của HDC trong 2 3 tuần vừa qua. Thì tuần trước thì HDC đã vượt qua được vùng giá là 32 ngay cái phiên ngày mùng 1 tháng 11. Sau khi vượt qua xong thì HDC nó quay lại nó test vùng giá 32 này 3 phiên, và chính thức xác nhận hình thành một xu hướng tăng mới đối với HDC trong cái phiên ngày mùng 8 tháng 11. Tuy nhiên thì sau 2 phiên tăng mạnh thì cũng giống như là thị trường chung thì HDC gặp áp lực bán khi mà giá đi vào khỏi Bollinger Band. Và nếu mà sell Ichimoku ấy, thì trên cái vùng này thì hai cái kiếm của HDC chưa phải hình thành hai kiếm quá mạnh, do đó sẽ gặp cái lực bán chốt lại ở khu vực này trong ngắn hạn. Và dư địa, vài cái câu hỏi mà nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, và dư địa tăng vẫn còn hay không, và nếu anh chị nào đang nắm giữ tiền thì liệu còn có hậu điểm chúng ta tham gia cổ phiếu này được không. Thì theo quan điểm của Ngọc An thì hiện tại nếu anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ, và chúng ta sẽ canh cái điểm chốt lại là ở đâu, và cái điểm chốt lại mà Ngọc An sẽ kỳ vọng là HDC này nó sẽ lên lại cái vùng giá 36 đến vùng giá 38, thì trong cái vùng này thôi vậy ha, còn lên tới chính xác là điểm nào thì chưa biết được, có thể lên vùng giá 36 hoặc 36.5 hoặc có thể tới được vùng giá 37 đó. Tại vì tại sao Ngọc An chỉ kỳ vọng tới đó thôi, tại vì hiện tại chúng ta nhìn cái khung H1 này đó. Khung H1 hiện tại nó còn một cái đỉnh là rã sai rồi đó, sắp tới nếu mà có sự hồi phục trở lại thì HDC này nó lại phát sinh thêm một vấn đề, chính là tạo phân kỳ âm đảo chiều à, vậy ha, tạo phân kỳ âm đảo chiều. Và chính nguyên nhân mà tạo phân kỳ âm đảo chiều thì giá có thể là nó vượt qua được cái đỉnh cũ là 35.5, là đỉnh gần nhất của tuần trước đó, thì có thể giá nó kéo lên một giá 36 và 65 sẽ bị lực bán khá là mạnh khi mà xuất hiện tín hiệu phân kỳ đảo chiều anh nha, xuất hiện phân kỳ đảo chiều, phân kỳ âm đảo chiều. Do đó nếu anh chị đang nắm giữ hàng thì chúng ta sẽ kỳ vọng sẽ có một nhịp hồi lên tầm quả trên 36 là anh chị bắt đầu chống chặn được rồi anh nha, đang nắm giữ hàng nha. Rồi đối với anh chị nào đang nắm giữ tiền thì cơ hội mua được không, thì tuần vừa qua thì HDC lực bán rất là mạnh, và hiện tại thì cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất HDC chính là vùng giá 33.8, 33.8. Chúng ta nhìn cái khung H1 thì 33.8 chính là cái ngưỡng hỗ trợ của đường Kijun trong khung H1. Đường Kijun nó không có một thì nếu anh chị nào mà muốn mua thì Ngọc An nghĩ là cái vùng 33.8 này là chúng ta có thể mua thăm dò được rồi. Nếu mà giá phiên thứ hai tuần sau tiếp tục đâm xuống tầm giá 33 thì chúng ta tiếp tục mua thêm. Như vậy cái vùng tầm khoảng 33.8 đến vùng giá 33 là cái vùng để anh chị có thể mua được đối với HDC trong đầu tuần tới. Lưu ý là trong đầu tuần tới, và nếu thứ hai mà có cái giá đó thì anh chị mua, còn sau phiên thứ hai mà có cái giá đó thì chúng ta dừng mua anh nha, dừng mua tại vì sợ chúng ta mua không kịp T cộng đó anh chị ha. Rồi đó là cái vấn đề mà anh chị mà mua cổ phiếu, và cũng là kỳ vọng ở đâu, kỳ vọng là sẽ có nhịp hồi đủ T3 T2 và cổ phiếu này nó sẽ lên được cái vùng giá là 36 để mà anh chị chốt lại trong ngắn hạn trong T cộng. Đó là cái câu chuyện của HDC trong tuần tới anh chị ha. Tại vì trong tuần tới thì rất có khả năng là HDC nó lại xuất hiện phân kỳ đâm đảo chiều, và phân kỳ đâm đảo chiều thì nó sẽ tạo cái nhịp
bán rất là mạnh ở phiên này, và sau khi mà tạo 36 thì sẽ có những nhịp lực bán rất là mạnh chứ không thể là lực bán nhỏ lẻ ở khu vực này, anh chị lưu ý nha. Và rất nhiều cổ phiếu trong tuần tới thì rất có thể nó sẽ tạo mô hình là phân kỳ đảo chiều, do đó nếu anh chị nào ngoài HDC ra, anh chị đang nắm giữ các cổ phiếu khác cũng phải thận hết sức thận trọng khi mà xuất hiện tín hiệu phân kỳ đảo chiều trong tuần tới anh chị ha. Đó, mua ở khu vực này thì anh chị hãy nhớ mua là gì, chúng ta đánh một nhịp ngắn thôi, T2 T3 thôi anh chị ha, đừng có nắm giữ lâu. Có thể chúng ta mua ông giá là 33 38 này, giá nó lên lại vùng giá 36, anh chị không bán thì có thể là cái nhịp điều chỉnh phía sau này nó sẽ rơi lại cái vùng giá anh chị mua, hoặc có thể xuống sâu hơn. Xuống sâu hơn là đâu? Xuống sâu hơn có thể là vùng giá là 32. Đấy, do đó mà Quang nói anh chị là rõ ràng. Thứ hai, nếu có giá từ 33 đến 33.8 thì anh chị mua, còn không có thì thôi. Anh chị ha, không có từ thôi, tại vì chúng ta sẽ mua một giá cao thì nó không kịp tê. Đấy, anh chị hết sức lưu ý nha những cái gì Ngọc An nói trong cái video này anh chị ha. Ngọc An nhấn mạnh là nè, nếu có giá từ 33 đến 33.8 anh chị có thể mua. Mua thêm và kỳ vọng nó lên giá 36 đến giá 38 có điểm mua, có điểm bán trên khu vực đó. Còn anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu vậy cũng kỳ vọng là sẽ có nhịp hồi lên cái vùng đó để chúng ta chốt lại, thì về lên cái vùng đó là xuất hiện phân kỳ âm đổ chiều. Ba phiên gần đây thì có hai phiên bán mạnh của HDC rồi. HDC rồi, có thể là tuần sau sẽ có hiện tượng tiếp cung trở lại để giúp cho cổ phiếu này nó sẽ tăng một nhịp cuối anh nha. Lưu ý là tuần sau sẽ có một nhịp cuối cùng của HDC. Ngoài ra thì HDC nó có cái vùng bên dưới có hỗ trợ khá là cứng này, khá là cứng, thì sau cái nhịp tăng này sẽ có nhịp giảm. Thì nếu anh chị nào không muốn mua nhịp này thì vẫn có thể chờ có thể kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần sau thì HDC có thể nó quay lại cái vùng giá là 31 32 là vùng tích lũy khá là cứng đối với HDC. Đó anh chị ha. Còn chúng ta mua ở vùng giá 33 đến 33.8 này để đánh nhịp hồi thì này thôi, rồi sau đó sẽ rơi về bằng giới này. Đó. Rồi anh chị nào xem hết video này cảm thấy hay, cảm thấy bổ ích, cảm thấy tiếp nhận được những cái thông tin hữu ích thì anh chị có thể vui lòng thả tim, ấn nút like, đăng ký kênh. Ngoài ra để có góc nhìn thêm những cổ phiếu khác và nhìn về thị trường thì anh chị nhớ vui lòng là tham gia vào room cộng đồng bằng cách mở quét QR code trên góc trái màn hình, cái QR code màu xanh đó, để tham gia vào room cộng đồng. Rồi anh chị nào cần Quang đồng hành hỗ trợ trong thời gian tới nhanh hơn, diễn biến nhanh hơn thì anh chị vui lòng là liên hệ Quang qua số điện thoại 0985 7445 để chúng ta đưa anh chị vào trong cái room VIP bằng cách là anh chị mở tài khoản tại VBS hoặc là anh chị tham gia vào cái room đóng phí vẫn được. Anh chị để đưa anh chị vào room VIP và chúng ta sẽ nhận được những cái nhận định, những khuyến nghị nhanh nhất, đặc biệt là trong xu hướng mà nó có thể lâu đó nó sẽ có những cái thông tin mà tiêu cực ở phía sau thì Quang sẽ hỗ trợ cho anh chị sớm nhất có thể anh chị ha. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn anh chị vào các buổi video cũng như các buổi livestream trong thời gian tới. Bye bye. Chúc anh chị thành công với mã cổ phiếu HDC này.